năm hai mươi đó kìa. Cần sát vào đâu anh nông ơi. Không cần như vậy đây anh nông ơi. Ba. Có một trong bài à. Các bạn đang theo dõi trận bán kết đôi nam giải bi sắt các câu lạc bộ tỉnh Bình Dương năm 2019 giữa hai của đôi Phú Giáo và Giờ Phía. Ván đấu đầu tiên, tỷ số đang là 3-0 nhưng về cho đội Phú Giáo. Xin thông báo kết quả thi đấu trên sân số 5 nội dung đôi nữ. Đơn vị Duy An thắng cuộc. Trên sân số 5 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Duy An, Ngọc Diệp Thị Khuê gặp đơn vị Cao Su Dầu Tiếng. Thanh Kiều Kim Hồng xin mời hai đơn vị vào sân số 5 thi đấu. Xin nhắc lại, tiếp theo trên sân số 5 sẽ là nội dung đôi nữ giữa hai đơn vị Cao Su Dầu Tiếng, Thanh Kiều Kim Hồng gặp đơn vị Di An, Ngọc Điệp Thị Khuê. Xin mời hai đơn vị vào sân số 5 thi đấu. Cái đó.
đi dùng tiếng tăng nữa. Thôi chứ không lâu rồi. Lúc này biểu anh người đang xây về, người đang xây về những người xong mới lâu rồi. Đang xây mới làm chục ngày. Năm nay là tới nào? Lâu rồi. Chắc một năm mới dột tiếng. Trước đó là cái giá là dột tiếng. Dạ kêu đúng tên rồi. Thấy ông giờ nó để cho vận động viên sao mày hút thuốc liên tục à? Sao mày báo việc là ông con khu là sao? Báo về Việt nào? Báo cho nó đủ qua áo lại. Nghe ngang châm luôn. Rồi chị ơi. Rồi em trung tâm thuốc làm cái. Sao nhăn dữ vậy? Này chắc thể hình qua hay sao á. Sát cá luôn. Bắn cá đẹp luôn rồi, ngon thức luôn rồi. Cái cá bắn luôn vậy, giờ cái rồi nó nằm ngay cái khu đó. Đủ. Cái gì vô dưới trời.
hay nháy rồi. Ba con. Điểm số được nâng lên 6-4. Chiều đánh chung kết hả? Xin thông báo kết quả thi đấu giữa hai đội đấu thủ đôi nam. Đơn vị thủ đội một thắng cuộc. Thủ ngựa cái thủ riết mà. Tiếp theo, trên sân số 3 sẽ là nội dung đơn nữ giữa hai đơn vị dầu tiếng. Hoàng Anh gặp đơn vị Bắc Tân Uyên, Ninh Thị Thủy Dương. Xin nhắc lại, trên sân số 3 sẽ là nội dung đơn nữ. Chắc không kịp đâu. Giữa hai đơn vị dầu tiếng và Bắc Tân Uyên. Còn mấy cái điểm số nó ít lắm. Nhìn kìa. Vô trận này nữa là hết, hết điểm số. Xong rồi. Mấy hồi sao bữa nay thắng không báo nghỉ hết. Rút kinh nghiệm hôm qua thì sớm quá. Qua mới 10 rử là không báo rồi. À. Đổi tên nông đi. Nông ngắn. Vừa đủ ăn. Lái dữ à. Còn có thằng lơ trên. Mình có bị tên rồi à. Người ta còn cái 3B, 2B, 3B. Hốt được mà, cái gì đó. Bước ra. Vô lại. Vô lại Bobby nha. Đẹp rồi tí ơi. Ừ, lái được ha. Lái rồi. Trong kia đang vô mạnh lắm. Chưa ra được. Bên kia cứ vô. Nó ra nó dặn vòng hoa. Nó ra nó nhận vòng hoa. Nó ra nó nhận vòng hoa. Ủa sao Thuận An cổ vũ dầu tiếng? Chú đo thấy không? Là thua.
Trời ơi, chết chết trên. Đúng rồi. Hai hả? Một. Không gì như nói gì coi. Ôi, điểm này nó có gì. Tiếng gà cái anh ra luôn đi. Cũng ra giờ chứ. Đáng ra đi. Đáng ra đi. Con giữ nhau rồi. Mình sao mình sáng mình rồi. Sao dễ chăng à? Bán quần mà. Cũng kiểu như ba cái nông trường công ty cao su tiếng á, nằm địa bàn bên này bên kia đó. Xuống quà mình chén nè, một phần cái chén nè. Ừ. Chén nó một thành viên mà. Ừ, một thành viên. Nãy giờ mình là đổ phần. Nãy héo bên kia. Nào phần nhiều. Quyết. Không ơi mà. Ồ, cái này đánh đôi công luôn tình. Ủa một lời hai đi trên sân rồi. Hai điểm rồi, đang hai điểm. Đôi công. Đúng rồi. Ông không dám vô mới đâu. Ông sợ bắn. Anh lắc thấy thương luôn. Cái này mới là chiến thuật. Để dấu bị được cái đi. Đó ok. Hai ba. Là kiếm pháp rồi. Xin thông báo, sau khi thi đấu kết thúc các nội dung trên sân, chúng ta sẽ nghỉ trưa và bắt đầu thi đấu vào lúc 13:30 phút chiều nay. Xin thông báo. Chiều nay sẽ bắt đầu thi đấu vào lúc 13:00 ạ. Trời ơi. Các đoàn lưu ý ạ. Sao chơi xong luôn nữa không? Xong cơ chiều nay sẽ rút luôn. Xong luôn chứ. Bây giờ chưa nghỉ mà xong rồi tới 12 giờ. Có những trận 12 giờ ăn cơm luôn lại kìa. Các vận động viên chúng ta sẽ nghỉ trưa và bắt đầu thi đấu vào lúc 13:00 chiều nay ạ. Đó mình ra nắng mình. Hôm qua thì không ép. Rồi vô được rồi, thoải mái. Ngồi xe luôn. Ăn xong lên xe ngồi luôn. Đỡ tốn cà phê nữa. Điểm luôn nè.
Hai. Một. Nó văng ra luôn, nó khỏe. Nó gọi là thủ gì á. Nó gọi là simili. Trong cái này lúc thì dính, lúc không dính. Cảm, cảm, cảm. Quá bồ. Quá chừng tột nha. Giờ đánh bán kết rồi nè. Bán kết rồi đó. Bán kết luôn. Gặp hai em thủ vô một chắc. Đi chưa hai em cái về theo. Làm cho đủ bộ sưu tập. Hôm qua bộ ba nam là phụ giáo vô địch. Chung kết là qua quýnh với em. Và chung kết đánh với lại nhiều tiếng. Châu Tiến. Bảy năm. Sớm. Cái nữa là ngon á. Vô bình thường tí ơi, không cần thiết. Xin thông báo kết quả thi đấu tiếp theo số 3, nội dung đơn nữ. Đơn vị thủ được 1 thắng cuộc. Đây rồi. Còn bi trên mà. Giờ bắn về trúng bị chủ văng luôn á. Này văng bị chủ ra ngoài luôn á. Văng bên đây còn 2 bi. Bên đây hết bi rồi mà. Dạ rồi. Này khó đi lắm, khó ra ngoài lắm. Ủa này quýnh ngay, ngay kia là văng liền. Chắc cú luôn quýnh ngay kia là văng. Nhưng mà ngay không. Không ngay. Rồi. Rồi. Mấy năm nay Thuận An lên dữ ha. Có quýnh được gì đâu. Đâu Thuận An về thể thao á, chung á, đại hội nhất không? À, thể thao chung thì từ đó giờ em từ năm 2015 tới giờ là em không có đối thủ. Thủ vào một hôm nay yếu ghê. À em đang thua thủ vào một huy chương vàng chứ. Cái bản tổng sắp hiện tại em đang bị thua thủ vào một huy chương vàng. Năm nay hả? Ừ.
cái huy chương thì em bỏ quá trời quá đất rồi mà, nhưng mà còn cái huy chương vàng em đang bị thua một cái. Cả ngàn huy chương bạc cũng không bằng huy chương vàng rồi. Hiện tại nói chung là em cho tự quyền 5 cái huy chương vàng môn vô Việt Nam. Em cho ông cũng ông Tân Quyên 3 cái huy chương vàng môn thể hình. Môn bơi vừa rồi em cho một lần 16 huy chương vàng. Mấy cái môn đó dưới đó lụm hết rồi còn thì, gì nữa. Thì đó, tất nhiên là bữa từ đầu năm giờ em đẩy cho mấy cái huy chương vàng mười mấy. Khi đầu năm giải bơi các quân đội em đẩy cho một lần 16 huy chương vàng. Nói chung là đẩy gì? Đâu phải đẩy cho cô giáo. Cô giáo mạnh không mà đẩy gì. Ôi đẹp quá. Cô giáo ông đại hội vừa rồi cô giáo cũng hạng tư hả ta? Tư. Mà vừa rồi đại hội xui cái gãy môn bị sắt nè. Chứ vậy. Không là ông bên cát chết rồi. Chứ ông lên hàng ba. Đúng rồi. Thua có hai cái hay nhiêu á. Là có 4 trận chung kết mình gãy hết. Tốt. À, trồ quá. Trồ lại luôn. À, để về đất qua trô về luôn. Huấn luyện viên phát biểu đúng tào lao biết đâu. Này trên đó là cứ gom chiều lại chiều nào cũng chơi ha. Ôi đẹp rồi. Đúng là từ đầu năm tới giờ cũng ít đánh. Mới tập lại hơn tuần á. Môn này với em ấy là chào mình có làm sân cũng không có ai chơi. Phải được một nhóm người. Cái bữa cái giờ em chỗ đó em giờ em làm lên là sân bóng chuyền với lại sân bóng rổ. Phải được một nhóm nào đó. Phải có một, nói chung là phải có nhóm người chơi cái đó. Giờ không có ai chơi. Sân bóng chuyền với sân bóng rổ mà chúng nó toàn tập trung chơi bóng râm không. Bóng chuyền là chà làm cái sân bóng chuyền mà bóng chuyền hơi cho mấy cái cụ mà chơi dưỡng sinh đó. Này dưới đó có rồi hả? Dạ. Dưới đó có người chơi à? Có bóng chuyền hơi dưới nhiều người chơi. Giáo thua. Mấy đó người già chơi, mình chơi trẻ trẻ vô mình chán lắm. Mình vô mà mình đứng mình nhớ mình bật lên cái mình thua lại. Dưới mày mấy cụ cũng chơi đây. Mấy cụ chơi môn khác. Dưỡng sinh nữa. Mấy cụ chơi xong họ chửi nhau chí chóe không? Đá bóng thì đá bóng đá. Hả? Rồi. Đá thể dưỡng sinh. Đá bóng thì đá bóng đá. Mém. Đi thoải mái đây nè. Cái lên cũng được không sao hết. Ra miếng nữa mà. Nó xảy rồi. Ép đi vô là ok rồi. Hay gì nhẹ đó. Vô quá lắm. Đó rồi. Lọt vậy mới vô mấy ấy. Hướng cái đi, hướng cái á. Cái chơi tí.
ba 4 không? Ủa trái gì của anh Long hả? Trái này nè, trái này của anh Long nè. 5 cái này nè, đủ tiền luôn rồi, đủ tiền luôn rồi. Hên sao đá bị chủ lên. Này nó cũng nhiều yếu tố lắm, có may mắn. Nhìn cái bi là biết rồi. Nhiều. Rồi, kết quả cô giáo giành chiến thắng với tỷ số 13-5 và vào chung kết.